Mà này, mày lấy đâu tiền cho bố con nó vay đấy? Sướng không muốn sướng, cứ muốn khổ mãi à? Ai mà muốn sướng là gì? Nhưng mà em, 5 năm dính đến nợ, em quá hiểu cái cảm giác đồng tiền đeo bám mình như nào. Rồi mình phải e cổ ra đi giả nợ nó khổ như thế nào. Em muốn giúp bố con của nó cho nó nhẹ nhõm một phần nào, còn nhìn thấy đường sống. Nhưng tao hỏi thật, tiền ở đâu mà cho la vay? Tiền của em, tiền mồ hôi nước mắt xương máu của mẹ con em. Chị em có đi ăn cắp ăn trộm, em có đi chộp giật của ai đâu. Chứ còn nếu chị muốn biết ấy, tiền ông Sơn gửi về được chưa? Thôi thì thương nhau thế, quan tâm nhau thế thì về ở với nhau đi. Cứ cành cao cành bổng làm cái gì? Em chả dám nghĩ chuyện đấy. Giờ chị ước được như con Bình, kiếm lên một đứa đi ba đi bô cho nó vui cửa vui nhà. Này, này này, hình như là đêm qua lão Lưu có chuyện gì đúng không? Tao thấy bố con lão cãi nhau mà mặt hậm hực lắm. Lão con nói gì mày? Nói cái gì em? Có gặp ông cũng đâu có biết. Thôi bà, gớm quan tâm nhau thế mà không biết. Có mà mày không muốn nói? Chị cũng quan tâm đấy này. Tao khác, mày khác. Thôi thôi đi làm đi. Như cái lò. Mà bà cứ ngủ bê bết thế này à? Không ngủ thì làm cái gì? Ông biết thừa là tôi mà ngủ ít thì tôi đau đầu đấy còn gì. Ông nằm đây này, ngủ tí đi cho đỡ mệt. Già rồi, không ngủ được nhiều. Này, bà này. Hay là về? Không, về biết gì. Không. Biết tôi phải nói với ông bao nhiêu lần nữa ông mới nhớ. Từ giờ trở đi ông đừng nói cái từ về với tôi nhé. Quê đã quyết định như thế rồi, thôi cứ thế mà làm đi. Về biết gì. Nóng một tí đã sao. Tiếng là già nội. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ. Mà vừa mới thò mặt ra một cái, nó bảo là thằng ăn trộm. Ra thủ đô mà không được thăm lăng bác. Ông có nói lắm thế nhỉ, tao quét cả đầu. Mà tôi nói ông nghe này, cái con Luyến nhà mình nó cũng ghê gớm lắm chứ không phải chuyện vừa đâu. Thằng chồng phụ bạc nó như thế, thế nào chả phải đền bù cho nó một khoản tiền rất là lớn. Đây là do mình chưa biết thôi. Rồi sau này nó sẽ đưa cho vợ chồng mình một ít tiền, lúc đấy rồi về quê. Bây giờ thì cứ phải ngủ ở đây chờ nó về đã.